Hello, xin chào cả nhà một buổi sáng nhé. Chào cả nhà một buổi sáng. Sáng nay mình lại chia sẻ cả nhà này. Nay chú Hùng chú được nghỉ nhưng mà thì chú tôi lại không có nhà, thế là biết nhà chú ở dưới đây có cá cả nhà. Chú đánh bắt quái, chú có buông dần đây, còn cá sộp to lắm, cá quả, cá lóc đồng đấy, cá sộp ấy. Đấy, bắt đầu là mình điện chú Hùng vào điện đi sáng mà tôi vào nhà xuống nhà Bùi Tôn luôn. Hai anh em đi xuống đấy nướng cá. Đấy, chú khoe được hơn chục con đấy cả nhà, hơn chục con cá sộp cóp nửa tháng đấy, mỗi ngày chú đi đánh được một hai con đấy, về cái cóp đấy thôi, ăn bao nhiêu ăn cái cóp buông ở đấy cả nhà. Sáng nay chị đi chú tôn chú điện mà ở cái chum ấy. Nên là mình mới Hùng xuống đấy là có rơm có riếc, còn nhà chú vừa rồi cấy là chú lấy mấy xe rơm là mình mới đầu với Hùng nha. À, mấy thằng nhóc nó ở nhà nữa đây. Đi cả nhà đi cùng mình xuống đấy nướng cá nhá, lại làm cái video xuống dưới nhà chú Tôn nướng cá, đâu rồi không xuống đấy. Bây giờ cũng phải 7 giờ sáng này cả nhà. Giờ này mời cả nhà đi cùng mình với chú Hùng xuống đấy để nướng cá nhá. Xuống nhà Bùi Tôn nướng cá lóc cắm nướng, gọi cá lóc nướng chui. Cắm que mà nướng, mình với chú Hùng điện nhau quả thế. Cái này ăn thì ngon lắm cả nhà. Mời cả nhà đi cùng mình xuống nhà Bùi Tôn nướng cá nha. Hôm nay xuống cái nướng cá lóc cả nhà, cá sộp. Lâu lâu mình mới đầu với Hùng này được nghỉ này, rủ anh em là rủ nhau xuống đấy, chú kiếm được ít cá cả nhà. Buông nửa tháng nay rồi, góp vào được. Xuống là tí anh em mình nướng. Con đường xuống nhà Bùi Tôn hoa lở rất đẹp, đẹp chưa các nhà, bắt đầu lở này mà có trận mưa nữa là nó tươi tốt hơn, nở hoa đẹp. Con đường hoa dài như dọc xuống tận dưới đây. Nướng cá này ngon lắm cả nhà, lâu lâu làm bữa cá nướng ăn nó ngon, nó đổi vị đi cả nhà. Đầu bếp Hùng đi trước rồi kìa. Chưa gần xong rồi bà Đồng ơi. Vào đi xuống nhà Tôn đi. Nhà Tôn nướng cá.
nè, tới nhà bác Phở nè. Đấy, Thánh Nghịch Vua đi đò đây rồi. Bố vào nhà không? Đấy, Thánh Nghịch Vua đi đò chào cả nhà đấy. Đấy, lại có cái gì đây? Ba ba. Đấy, cả nhà. Nó cứ ra cái ao này này, cả nhà này, cái ao hoang này, nó cứ ra đây, nó bắt ba ba con, nó nghịch với nhau. Ở đây sẵn ba ba lắm cả nhà, nhưng mà chỉ có những ao của cha nhà người ta, không ai được vào đây. Đây, cả nhà nhìn những cái ao như này mà, đấy. Thế thả bắt quái đây là có ba ba ngay. Cái ao của họ, của mình, người ngoài không được phép. Nhá. Hôm nay là ngày nghỉ, hôm nay có món cá sộp nướng, là chưa nướng dơm à? Nướng dơm à? Con nướng củi. Rồi anh em mình vào nướng nha, hôm nay là Bùi Tô đi làm cả nhà. Nên có mấy anh em mình thôi, con cháu mình thôi. Ui giời, chị cũng rồi. Đây, đây cả nhà đây. Cả nhà. Nó lại bắt được ba ba giống đấy, rồi. Ba ba giống rồi, nó cứ ra bọn ấy ra ao thằng ngày mới là con nhà đầu bếp Hải nó bia tí cứ ra ao nó bắt ba ba giống về. Nó nghịch ở đây. Nó ở đây nó sẵn ba ba nó. Đây là với cái chia sẻ này. Ba ba là nó cứ hay vào những cái ao như này này, là hoang dã nhá, chứ không phải là nuôi. Đấy, nhiều người lại bảo đấy, sao không nuôi. Nuôi ao ba ba ấy là nó cái ao nó phải đặc trị riêng cả nhà. Đây giả dụ như là người ta phải kia bờ mà nó vẫn bỏ được ấy. Đây cũng chỉ là cái bờ này nuôi cá này, ai đi nuôi được ba ba nó cứ ra nó rô thôi đây này. Đấy, nó bắt có ngày hàng 6 70 con. Nó nghịch. Đấy nó sẽ là bỏ đây này. Đấy thấy chưa? Đấy. Ba ba con đấy cả nhà. Đấy, cho nó xuống ao. Cho nó nhớ nó bỏ đi cái chỗ khác mà. Đấy. Ừ, cả ngày mới là con này đầu bữa hải bé bé đó cả nhà, nó bọn tôi ra đến ba ba nó bắt. Này. Nhiều bạn cứ bảo là không đấy là ba ba nuôi ai nuôi đây này, ở nhà nào cũng thế thôi. Không có nó cứ đi đẻ đi nó tự do lên bờ lên vườn nó đẻ xong nó xuống. Thế thôi, không ai nuôi được con này đâu. Nuôi mà người ta phải xây cái ao quy mô chuyên ao nuôi ao ba ba riêng ấy, kín cổng cao tường thì nó còn bỏ đi. Mình lại nuôi cái ao nuôi ba ba này phải có nơi có chỗ nó nuôi, ở đây người ta không nuôi đâu, nước nó không sạch sẽ. Ui dồi ôi, hoa đu đủ được nhiều chưa, hồng ơi khiếp người này. Ôi tốt này. Đấy, lúc thì bác biển ăn thì hay ăn thì còn hết, thì bây giờ đây cơ bản nó nhiều cây quá cả nhà. Ui dồi ôi, đây là cả nhà này. Nói này, này. Đấy. Kia bây giờ trong này toàn thế hoa đu đủ được. Đấy. Ăn đi hùng đấy, về mà ăn đi. Đấy. Cây này là biển ăn nhiều nhất này, bây giờ lên cao này. Hoa cái díu này. Đấy. 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 Hùng ngắm trong rơm đi, xem rơm thế nào. Này cả nhà này, đấy đu đủ rồi. Vứt đi phí chưa này. Đấy. Nông trang trại là thế. Quả này gọt ăn được rồi không cơ? Thế nên quả này gọt ăn được, kiểu này nó giòn giòn mới ngon này. Cái gì? Đấy, không rồng thì không rồng có ăn đâu, toàn dọi đổ đi cho gà nó chín cho gà nó ăn. Đấy cả nhà nhìn không? Cây này mấy vài năm nữa nó ra mít thì lại không có sức mà ăn nhỉ? Mít thì một dạn nhỉ? Mít là toàn mít ngọt đấy cả nhà, nó rồng mít ngon đấy. Ui trồng này chú đi làm nghe không thấy phát cỏ nghe tốt um mình. Gà đầu nó không ra cái vườn này rộng tí mang ra chỗ này nướng được không nè, không chết cây của nhà nó. Thôi đi vào bắt tay vào việc đi. Chú Hùng ở chú ra sau nhà đây, chú chặt những cái que đấy để cắm cá để nướng nhá, ngay đằng đầu đốc nhà luôn. Đây cây vối to. Con kia câm mồm lại. Câm mồm lại. Cắn rứt đầu. Bảo nó câm mồm nó không câm, cả nhà thế mới nhục. 2, 4, 6, 7 con. 7 con mới trong chuồng mới còn nữa. Còn là có ít người ăn thì nước cứ mỗi người một con này nó là thoải mái rồi kìa. Đấy, cá sộp. Sộp đồng nhá, cả nhà nhá. Nhưng trong đây vẫn còn này cả nhà. Đấy. À, trong đấy còn 4 con nữa, hay nướng hết mẹ đi.
Cho nên cả nhà cắm một que tre đấy nha, tí nữa là mới xiên nó xuống cắm đất để quấn rơm nha. Cá lóc đứng chui đấy cả nhà, cắm cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Nướng 7 con cả nhà. Cái lóc nướng chui nhá, mà đi ôm rơm cho vào. Quấn vào nướng. Cá lóc nướng chui, cá lóc nướng rơm. Còn nếu bớt nạm ít đi, để tí nữa phủ thêm. Còn lấy cái tàu dừa chú ạ, lấy cái tàu dừa đậy cho nó đỡ cháy nèm thế. Trông đúng rồi, đấy thấy chưa, tinh vào. Đó, đây, bật nửa đây. Đó, đến giờ hoàng đạo nổi nửa. Đây, đây, cháy cây đu đủ đây. Đu đủ chín đầy, các em có ăn đâu. Nổi nửa. Đến giờ đẹp mới được châm nửa. Rồi anh với chú ra kia dứt mấy quả súc đi, tranh thủ lúc này đúng không? Để xem nó cháy không đã. Đã xong rồi cả nhà nhá. Và chú Hùng đang cạo gỡ này, đây này. Chín dư luôn, nướng cá nướng chui nhìn mình rơm nó om nhanh chín thật đấy. Không để ý là cháy hết cả nhà. Đấy. Đang cầm que cạo nha. Anh em mình có mỗi mình chú Hùng nạm một cách bia, còn các cháu nó uống nước ngọt. Súng, có súng chưa? Đâu? Có súng chưa? Cũng có rồi. Thế bây giờ bó mâm như này có các diễn viên như mọi khi. Đấy. Đấy. Anh cả phố bố đi làm à, thế mà dám kêu là bố nghỉ thôi nên ít thôi, thế rồi vứt ra bên anh phố để dưới chiếu ấy. Đấy, đấy nó là như thế, là nó em nó còn biết năng động thế, để gọn mà còn để một chỗ tí để cá đấy. Đây là một cách bia mình mới đầu bữa Hùng chỉ uống một cách thôi cả nhà, ỏng bụng lắm. Các cháu nó uống nước ngọt, còn bò húc hay cái gì à, quên nữa, Coca, Pepsi à, đâu cái chai đâu. Cắt cơn trước này, cắt cơn trước, lúc đầu với Hùng đang giữa cá, cắt cơn cốc bia. Và chú chưa đến đã rót bia ra làm gì, nó nguội đi. Đấy, cháu vừa biết chú Hùng tí nóng rồi cắt luôn không chị đổ. Đấy, đấy, đã xong cả nhà, mời cả nhà nhá. Rồi anh em mình cắt cơn đi, các cháu rót nước ngọt ra uống đi. Cho nước chấm ở giữa đây. Được. Cắt cơ đi. Cắt cơ đi. Ừ, hai anh em mình bia cắt cơ đi. Thằng nào tay bẩn bữa cái. À. Đây, hôm nay ngồi tại bữa ao cả nhà. Đấy. Nhìn ra ao kìa. Đấy, view cho cả nhà xem. Nóng quá ra bữa ao ngồi với nhau, mấy bác cháu ra ngồi bữa ao. Đây. Đấy, ngồi bữa ao gốc dừa. Đấy. Ao nó thả bèo tấm luôn đặc sệt, xanh nét một màu chưa? Cả nhà nhìn thấy một màu xanh nét này. Bỏ hoang nếu có cá nó bụp phát hết này. Thả đấy, mèo đấy. Đấy. Đường kỹ thuật không? Đường kỹ thuật chưa? Và chín hết không? Ủi đấy. Đấy, ừ đấy. Bịa nhá. Đấy, bịa đi, chú làm bịa đi. Bịa này đẹp quá rồi, hôm nay bịa nửa cá này buông nửa tháng này. Thằng Long chả thấy mày khéo đổ nhá. Thằng Long chả thấy mày. Đấy, cái tấm bịa. Bịa có cá mà luôn. Còn xấu có xiết cái bọn này nó kém nhỉ, gọt bát xấu nữa chấm vào đây trộn miếng hồ này chấm quá đỉnh. Đó. Thay chua bỏ nào chứ nó còn đấy luôn bố ngoan rồi. Bọn này nó ăn gì rau, rau thì có anh em mình rau là nó xấu nó xiết là nó chua này toàn nó đéo ở nhà bảo rồi ra rất là nắm xấu về gọt muối hột chấm mà xấu rồi mà ui sổi dưới đây hỏi xấu ở đâu. Nướng có trứng quả thì mới ngon à. Đúng rồi. Đây, ăn lá sấu non rồi cho đỡ chảy nước trên răng. Ngon lắm kìa. Mà châm chú nữa đi. Nào ăn trứng à? Ăn đi ô. Ăn trứng ăn đi. Ăn đi phố. Cả cái buồng vào ô. Đấy. Thánh nghịch vun được đòn ăn trứng non. Mày ăn đấy, đuổi, con này nhá. Lấy đũa nó gắp vào. Sau này mà nó thắc mắc là mày chết đấy. Luân, khiến nó buồn trứng đi. Sung á. Chú chỉ có mật thôi. Đấy, lướng nó dính vào đấy mới ngon đấy.
Đây toàn làm cả. Cho đổ nước ngọt nhá. Đây, làm cả miếng có cả thịt luôn này. Nó mới thơm. Đấy, trứng chỗ này mới thơm này. Ăn đi. Mở ra nhá. Bọn này nó không biết cuốn ná ăn đâu cả nhà. Nó thì ăn không. Các diễn giản diễn viên. Đốt đốt rơm này nhanh hơn nướng kia. Nhanh hơn nhiều. Riêng cá nướng rơm nhanh chín được. Cá nướng ăn vẫn thơm nhỉ. Nóng ơi, rứt cho bác một miếng vào đây để bác chấm ngay này. Bác nhìn thấy mày ăn thèm quá. Đấy. Ngon thật. Nóng rứt vẫn còn sữa. Ná không? Nó đinh nặng. Thì đúng con chim gáy thật, chim gáy nai. Nó thì khi xong rồi đúng không? Trong qua này đúng không? Rồi cái này chính là cho mèo này, cái chuẩn này. Chịu khó trông con mèo vào. Còn chết rồi. Nước đeo đâu uống nắng này. Ủa, ở đây có mèo vàng đấy. Mèo vàng nó vào cái gốc cây sung. Ngồi bờ ao này cả nhà thứ mát đâu. Nóng quá phải ra tận bờ ao mới ngồi. Uống đi chú không ơi. Đấy đây có hai anh em mình uống được keng. Ơ bọn này nó không ăn trứng nhỉ, chán nhỉ. Ăn mạnh đi. Anh Phố tận đi. Bữa ra. Ăn những cái đầu, ăn những cái đầu này là nó có cái má thì đấy gỡ vào lại vứt đi phí thôi. À, các cơn sướng thật. Các cơn sướng không? Đấy, ngồi đây sướng. Ngồi đây nhậu thì nhất rồi. Đấy, chấm muối ớt này, muối ớt hôm nay thiếu chanh, hôm nay mấy quả sấu non nữa. Phần này chắc nghe cũng không ổn lắm, vừa nay mới tới thôi. Thịt vào rồi giết đi. Nhưng mà tí nữa mà ra mày ngó này có rắn ở trong đấy này thì tao nói cũng chắc cũng chịu rồi, không ăn được nữa. Nào mà. Mẹ nó cứ chơi mẹ đi. Cái mật này, cái mật này. Mẹ nhà đi. Ngồi mật đằng thôi, đâu rồi. Ngó đâu đủ đâu. Đấy. Ngó đủ đủ ná xấu, ná đủ đủ non này. Để ăn cả những bẻ cả ngọn luôn cả nhà. Lấy luôn cả ngọn này chấm. Nhà bùi tô này rất nhiều vị thuốc phơi đinh năng, ná đinh năng phơi lên pha hãm chèm rồi nhé. Ngon rủ. Ngon rủ, ná sống non. Sung ấy, phơi lên xong hãm chèm. Còn cá gai, toàn vị thuốc ngon nhỉ. Cá đâu rồi, cá đây à. Đấy, gói vào này. Đấy. Gấu này cả nhà thấy chưa. Đùm đùm mỡ mỡ, ăn ná đủ đủ ở đây. Đấy. Mời cả nhà nhá. Chấm ban muối ớt, ban muối ớt này. Nó cũng nhả mà nó không có hồn khác ngay. Sấu có. Không, nó thiếu ấy rồi. Nó thiếu chanh. Chanh đấy nhỉ. Mùi mùi mùi. Mùi đúng kìa. Thích mà đang bẫy hấu, con nó được cái. Con này mọc chiến hết. Nó xuống đuổi cái con chim ấy đấy. Cá gai. Đâu đưa em xuống, bứt cá không được quả nào. Nó ngọt. Nhanh cái cây đấy chưa thấy có quả nhỉ. Nó không có đất. Cái nào tốt quá. Nó không có đất. Có những như thưa. Đây đất của nó có sẵn. Đây lá sung này. Cả cái ngọn nó đủ luôn. Chỗ này đang sẵn ngọn đu đủ.
Nay mà tối qua Euro mẹ trận khai mạc mà có này thì chắc một mình cứ ở nhà chơi hết. Cứ để cứ tao ra nó bắn. Nếu còn cứt thì nó rỉa lông xong rồi. Không chắc là đừng lên bắc biển đấy. Bắn cái phát bắn kéo này lên tụt nhà. Bắn cái phát cuối cùng tao thấy nó đánh rắm, tao tưởng con này chung rồi. Người ta nó dây phải vòng tận dưới đây này, vòng đây nó mới giữ được này, trong ním này ngu lắm, đây là thiết kế này, người ta đặt từ dưới đây này, dưới này dưới này thì có đứt ăn dưới cái này nhỉ. Đấy cả nhà ơi, hôm nay lại xuống Bù Tôn nướng cá, anh em ở nhà bác cháu mình nướng ở ngoài dưới trang trại này. Đấy. Số lần nướng là mang ra luôn bờ ao để ngồi cho mát mẻ thằng người đấy cả nhà. Cái video nướng cá, nướng dơm cá nóc đấy nhá, cả nhà xong anh chào bác đấy. Chào bác nhá. Tôi đỉnh ấy, vừa tập tới đâu nhỉ?